Rồi chào nhà nha. Hôm nay đi câu bạn ơi. Bạn thấy địa hình sao? Ngon không? Ngon mát rồi bích chịch luôn á. Nay kiếm vài nha, cá cha, cá chê hay cá chép gì chứ. Địa điểm này địa điểm mới to luôn á. Nào giờ mình chưa có câu luôn á. Câu thử coi sao. Hên hốt được con nào khoảng ký là ngon lành này. Câu thục này kéo con khoảng ký là gung tay gung chân. Còn nó vitamin C, vitamin D, vitamin E rồi. Địa hình này quá ngon luôn á, không biết cá mắm làm sao à. Thấy là bình bít chịch và thòn cú thằng kia luôn, khúc nơi dưới nữa. Cái này là mình đang ở khúc giữa. Thôi có con chim trên chảnh không? Đang nói chuyện mà là quạng ỉa đầu cừ lộn ruột á. Giờ tranh thủ chiến đấu thôi bạn ơi. Thấy có dấu hiệu cá lại kìa. Xuống ngồi thôi, xuống ngồi thôi. Thấy có cá nó có lại đó. Nước giờ nó hơi cạn. Cái bãi này nó bồi quá, bởi cạn quá cạn bạn ơi. À, không có quất không? Trời 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 trời. Làm kìa. Trời ơi, trời trời con gì ấy? Đúng. Cá đầu tiên bạn. Bạn thấy cá đang tốc độ xuống đạn không? Mới để xuống thì chưa kịp phun lại lại quất liền. Vô. Con đầu tiên nha, con này trọng rồi bắt được rồi. Bi mày. Không nhận cá để nó ăn tốc độ xuống đạn chứ. Câu vẽ thả hoàng các bạn ơi. Ăn từ từ thôi mày. Để tao còn khuôn lên nữa chứ. Đâu rồi, đâu rồi. Lại một con đầu tiên làm xôn xao quá mà. Câu cá ổ này nó được là vậy bạn. Nếu chỗ nào có cá là bạn để xuống rồi. Gãi thính nó phát lại lại liền. Đó nó có dấu hiệu rồi, thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Tao đóng phát nè. Đóng một phát nè. Cậu cha nữa ông nội mẹ ơi. Trắng như bông bưởi. Cha đây nó rồi rồi ha. Bự không bự mà nhỏ không nhỏ. Vậy là bắt được rồi. Đừng nói bên này đụng ngộ cái cha là đuối đuối nè. Nước giờ đang chảy cạn á, chảy xuống bên tay phải mình. Để phao xuống nó hơi tấp xuống dưới mé bên tay phải. Trời cá gì nó chạy ngày ngời bạn. Cá rô phi quá. Đó, 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 đó. Cằn. Ui. Ui chim trắng. Chim trắng, chim trắng. Chim trắng này chạy dã man luôn. Vô mày. Thứ gì chịu nổi. Bợn kêu con chim trắng xong giờ bợn chim đen cái ai. Ui vô nhảy ghê không. Trời 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 chưa kịp phun. Chưa kịp phun luôn bạn ơi. Gì vậy? Trời ơi trời. Trời ơi trời con chim trắng chà bá lửa luôn. Ủa xảy cái chim trắng tức ghê á, bự ghê hồn trời. Nó ăn manh động quá chưa kịp phun nữa. Cái đó mà mình giật mạnh lại lụm rồi. Rồi lúc phao nữa trời 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 trời. Bạn con cá nặng ghê hồn không. Ê xảy gì mày vẫn chơi hoài. Ê gì trời. Lên mày. Mấy cá này nó manh động quá trời manh động. Trời ơi nè bạn coi nè. Kinh khủng chim không. Ồ nó manh động quá mà. Chưa kịp phun nữa nó quất rồi. Cho nó mô hình này. Chắc chắc chắc. Ok con tê tê. Bữa nay đụng phải ổ cá chim rồi bạn ơi. Làm quá trời làm rồi. Mình làm không kịp nó. Ăn giả màng chứ. Đó đó thấy chưa. Ôi trời. Bữa nay trúng đậm rồi.
đó đó căng phao mày. Chuối nha, chim trắng. Còn nữa kìa, là đụng động cái động chim rồi các bạn ơi, đụng phải cái động chim quá khứ rồi. Trời, kéo mấy cái chim để chạy đá được chứ. Không, chim đen rồi, chim đen đâu, chim trắng xong phải có tới chim đen mới được chứ. Có dấu hiệu nữa chưa? Lốt lốt căng 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 đi, tao đóng phát cái đưa mày lên bờ luôn à. Nó đang ghĩa ghĩa bạn ơi, con này chết với mình nữa, chạy đâu cho thoát anh. Kéo vô lùm hả mày, kéo mày chơi, mày chơi đâu vô lùm kia, cá này nó ăn kiểu bắt cỡ. Đây chim chóc nữa kêu nghe đã chứ, căng hả mày. Trời ơi cá cha mẹ mày ơi, ừ ơi cá cha, con cá này hơi nhỏ thả rồi, cá gì nó mặc cù lù cũng đủ thả đi, kêu không có ông nội ngoại lại mày. Cho nó vô cái lỗ nó đừng chảy, phao khỏi trôi, cắn phao đi lúc lúc. Trời ơi nó nhịp nhịp kìa ông nội mẹ ơi, đó đó đó, làm ghê không, ghê chưa, ghê chưa, chưa cắn mày hả bưởi. Trời ơi cái chim nhỏ xíu ông nội mẹ ơi, chị nó làm ghê hồn. Trời ơi cái chim nè, xúc phạm người đi câu chứ, thôi thả mày luôn mày ơi, đi đi mày, đúng tàu lao cá thiệt chứ, là tốn cục mồi. Sao chưa thấy chép chê gô mề hết ta, thấy cái chim với cái cha không vậy. Ồ, chỗ này công nhận cá dữ dằn thiệt các bạn, thấy không? Đó đó nữa rồi đó. Cái này đụng rồi, đụng cái động cá rồi. Trời ơi, lại kéo vô đó nữa, đúng tàu lao con cá rồi chứ. Vậy cái lỗ chà bá gì nữa mà nó kéo vô đó không? Múc, ali húp mày liền. Cá này nó lên bờ mình chắc. Nhìn kiểu ăn là biết. Chột. Làm ghê mày, biết ngay mà, mới dắt tàu pháo có tàu pháo. Chép chép, trời ơi, chép đã gì đâu chứ. Thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi, mới nhắc à, sao chưa thấy cái chép lên liền. Ủa, cái ghe chà bá chạy lại nữa rồi. Rồi cái ghe. Ghe chạy chỗ này cá ngát ăn. Hên chỗ này cá nhiều chứ không thôi là đuối luôn chứ không phải giỡn đâu. Này con gạch nhỏ bị ghe cộ chạy quá chạy. Mình vẹt cái lỗ chà bá lửa vậy đó. Chạy khoát rồi xong luôn cái lỗ móc luôn. Cổ ghê chứ. Ghe chạy khoát. Kéo nguyên một đống lò bát ra đây nè. Giả màng được chứ, bởi câu cá ổ mà câu sau mình đuối đuối rồi chỗ đó bạn, chỉ cần ghe lớn chạy phát là rồi nó kéo nguyên về ra mát liền. Xuống thôi, xuống thôi, chạy phát cá nhét luôn.
Ê, trời, 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 làm gì vậy? Trời ơi, hồ cái cha. Con này cũng trọng ha, bắt được rồi. Trắng như gái 16 à. Gái 16 không có cửa. Ô. Cái cha đây mập thiệt chứ. Lúc trước mình câu trên kia á, cái cha nó gôi không. Đó. Vô mày. Tính ra chỗ này có cá chép nha, chỗ này có cá chép là mình phái à. Còn cá chê rô mè nữa. Chỗ này cá chim kinh khủng trời, mình đều chưa có cái chim khủng rồi không đó đó nhịp nhịp kìa. Chết như mình nữa chứ đâu. Nghiệp chạy à. Trời ơi nó sống nó đánh rồi. Công tình vẹt cái lỗ đẹp đẽ lắm. Phát một thôi rồi luôn. Hành chung vui diệm luôn. Cá này nó ăn kiểu là xếp. Đó đó đó, làm ghê. Làm ghê mày. Chạy hả mày? Chạy với tao hả mày? Rồi. Trời ơi, xảy con cá chim luôn. Ôi, sống nhăn. Trời, kéo cái chim gần tới rồi còn xảy tức ghê trời. Ở đây do trên đầu mình bạn nguyên cái bụi chuối bự lắm, không dám giật mạnh. Giật mạnh sợ nó dính lọt chuối đuối luôn á. Mấy hàm cá chim này nó cứng dữ lắm, phải giật mạnh mới được, mới sóc lưỡi nó. Bạn mà nhìn cái hàm răng của nó bạn thấy ớn lạnh luôn á. Ghê lắm, nó nhiều lúc nó cắn đứt lưỡi hoài vậy. Chị hả mày? Ôi chép bạn ơi, con này bự hơn con nãy chút. Nhìn đã không hả? Chép. Thứ gì chịu nổi. quá đã thiệt. Ồ chỗ này gì mà bợ được hai cái chép trời. Nãy giờ có anh chủ vườn đây nè, ngồi ra anh ngồi tám vui ghê. Dép này nó lại không thấy tim luôn, mới lại không á đó. Đó quất nữa kìa, quất nữa kìa, quất nữa kìa, quất nữa kìa. Ủa, trời 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 trời, làm ghê mày, manh động hả? Con gì đây cũng trọng bạn ơi. Trời ơi cái cha ông mẹ ơi. Nó gướng cái lục bình tưởng đâu cá khủng, con này cũng bự rồi, gướng lục bình cái ngắt. Tưởng đâu quất ngô gồ cái gửi 2 kg gì chứ. Đúng tào lao thì chân cá mà mày mày vẫn chơi hoài rồi luôn, nước lưỡi mới ghê nè. Cái cha nó làm mình giật mình luôn. Nhịp phao ơi, đó đó chưa, thấy chưa, thấy chưa, có dấu hiệu bạn, nó đang liếm liếm hửi hửi dưới. Coi kéo phao Sài Gòn, chợ lớn Sài Gòn, chợ lớn thấy sốc hàng không. Chỗ này vậy mà chưa thấy cái rùa mè nha. Ngô mày đâu không thấy. Chép. Chép mày. Trời ơi chép. Ở đây cái chép dữ ta. Ngon lạnh. Mày hả bưởi.
mấy cái chép này về chân tương hay gì, hay là chiên xù hay thứ gì chịu nổi bạn. Vô hốt con chép coi, cái gửi 2 ký coi. Xuồng chạy tới nữa rồi. Đó đó. Đó. Ghía kìa. Sài Gòn chợ lớn, Sài Gòn chợ lớn chắc nghi chép nữa quá. Mấy cái chép bạn thấy vậy chứ nó ghĩa màu ghê lắm. Cán pháo đi. Xuống tới rồi kìa. Nó ghĩa cái phao giả mang chứ, nó kéo phao trái phải trước sau tè le hụt me hết vậy mà chưa chịu căng phao à. Còn có nguyên cái ghe bắt chai chạy chạy một phát là cái lục bình mình nó đưa nó sàn nó làm thấy ớn à. Mày bưởi, bưởi ơi là bưởi căng chưa chịu căng phao nữa, cứ liếm hoài hửi hửi hoài hửi hửi hoài. Trời ơi cái cha mẹ mẹ ơi tào lao thiệt cha rồi. À thôi con này thả đi, thủy tình làm tốn thêm cục mồi nữa. Mấy cái cha này về thả hầm cũng ngon lắm mà, rồi mình thả hầm cũng nhiều rồi. Nãy giờ chưa có cái rô mè nào luôn. Chép chim trắng. Chỗ này tính ra chim trắng cũng nhiều ghê chứ. Ồ chim sâu quá trời, chim sâu lại đây. Tính ra cũng lâu rồi mình chưa lên cái địa điểm cá tai tượng huyền thoại của mình. Hôm nào lên đó kiếm vài cá tai tượng nữa. Mà hôm bữa mình có lên trên đó bạn cũng lâu rồi, bữa đó có quay cái clip cuối lên trên đó đồng nghiệp nào trời ơi, câu rồi dạt lỗ tùm lum trơn căng phao mày chà. Bưởi ơi là bưởi, con này bắt được rồi, con này trọng trọng rồi. Trắng con bưởi thứ gì chịu nổi với mấy con cá này. Vô nước giờ nó lớn lên rồi đó, chuẩn bị về được rồi. Câu cá ổ này thì nước cạn á bạn, câu nó nhạy hơn. Chọc chọc làm ghê không. Thấy nàng thấy ghét rồi đó. Gặp mấy cái chà cái chè bạn nàng màu đó. Nhịp nè, nhịp nè. Nhịp nè. Nhịp nè. Cắn. Ủa đó. Ủa, ủa. Chết với tao, chết với tao. Mày hả bưởi? Bưởi ơi là bưởi. Chim chim chim. Trắng. Đâu đâu cái đầu trên cái đầu luôn. Con chim nó dạng dữ chứ. Vô, chim trắng, chim trắng. Đó đó manh động ghê không. Rồi luôn nó kéo lục bình chạy tè le một me hết luôn rồi.
sông nhằn sông nhẽo. Trời ơi, nhịp kìa. Nãy giờ cái điện thoại mình bị lỗi mà. Nãy giờ mình kéo đâu khoảng 3-4 con cái chim trắng nữa đó. Sao giờ coi lại thử lại sao nó không thấy lu kỳ cục chứ. Câu cá này mình treo cái điện thoại á, kiểu mà bấm tạm dừng nó treo lâu quá, dễ nóng máy quá. Thêm trời nắng nữa. Nãy giờ 3-4 con rồi coi lại, trời ơi, sao mất tiêu cái clip rồi. Ở đây cái chim trắng nãy giờ nước nó lớn lên nó ăn ghê hồn chứ. Cá này ăn mạnh bào chứ. Trời ơi, kéo ngoài chơi mày. Kéo ngoài chơi. Kéo ngoài chơi. Mày hả mày. Ô trời. Trời ơi, chép bạn ơi. Chép. Trời ơi, này cái lưới tùm lum hết trơn. Chép chồng ha. Nước vợ ngập linh láng chứ. Thứ gì chịu nổi. Cũng quá đã. Này đụng phải ổ chép với cái chim trắng quá trời luôn rồi. Này trúng đậm rồi. À, nước nó ngập quá trời ngập mà. Nước nó lớn lên nó ngập chân quay mình luôn các bạn ơi. Quay nó hơi thấp các bạn, hơi khó thấy một chút. Gặp thêm cái ghe nó chạy hoài, sóng lục bình nó kéo tới tùm lum tùm la hết. Hết thấy cái lỗ luôn rồi. Công nhận hôm nay cá kinh khủng, dẹt con lỗ một đó, mình câu sáng giờ. Giờ về thôi bạn ơi. Mình vừa mới xuống phà. Giờ này học sinh đi học nè, bên cồn đi học quá trời. Ở bên cồn học sinh đi học bạn cũng tiện. Tiện ở chỗ là dạng như mình vừa qua phà là mình đi bộ luôn à. Trường học cũng gần đây nè. Trường học Châu Thành 2 á. Cũng gần đây, bởi vì học sinh đi bộ lên luôn. Khỏi cần đi xe, xe thì gửi phía bên kia phà. Hôm nay quá trời cá luôn các bạn ơi. Nãy dính hình như là 5-6 con cá chim trắng nữa đó. Mà không hiểu lý do sao cái điện thoại mình mà nó không có lưu vô. Nãy câu xong mình ngồi lại mình coi đi, ủa sao mất tiêu hết trơn rồi. Trời ơi, nãy nước cá nó ăn đó, cái chim trắng nó ăn đó. Trời ơi, nó ăn gì đâu bị giật lia lịa luôn. Thấy ham được chứ. Cái trang ăn một binh nè, một binh thì trắng cái tàu hạ. Vậy thôi, vậy thôi. Bữa nay cá chép cũng có, chim trắng là nhiều nhất. Cá cha bữa nay chỉ có cái rô mè với cá chê là không có thôi. Chỗ đó cá chim công nhận kinh khủng luôn. Một hồi về mình đổ cho các bạn coi nè, tại cũng có nhiều con mà không có quay kịp nữa. Mình đều cá chim nó coi coi các bạn, không có con nào siêu to khổng lồ hết á. Hình như bữa nay mình kéo được 3 cá chép rồi phải. Trời, chuyển mưa đang lùi à. Quá khứ cái đám mưa này dữ dằn lắm nè. Xu quậy quậy gì đó, xu quậy xu quậy. Dạ đổ cá ra thôi bạn ơi. Để cái gọng này nó bị hư cái nắp. Xu quậy ăn cá không hả? Xu quậy không trả lời. Bữa nay cá sao này quá trời chứ lại luôn rồi. Quá gì cá bạn ơi. Mày thấy ghê không? Bạn coi nè, đỏ mê không? Này trúng mánh thì giật lia lịa luôn. Cái chim nè, trời ơi đụng có phải cái ổ cái chim mà. Mấy con chim trắng này coi nè. Mình nghĩ chắc cũng khoảng cả chục con á. Bành bành không à, đỏ dưới đây nữa nè. Mấy cái chim này chết trơn. Được 3. Ủa cái chép chứ. Vậy mà mình nghĩ 3 con chép chứ. Ai ngờ 4 con mà. Nè.
Nghe không? Trời ơi, cái thau cá kinh khủng. Quá trời thau cá luôn. Ôi ôi. Su ăn không? Ăn cá chép không? Chép ngon quá này. Ờ. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Bữa nay giật cá mỗi tay luôn bạn ơi. À, sư quậy. Chào mọi người đi. Cháu mình bữa nay về chơi luôn. Chúc các bạn xem clip vui vẻ ha. Hên về tới nhà chưa có mưa. Đúng rồi, tưởng đâu mưa rồi chứ.